Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên. Hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn, quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán tivi ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ, chào Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này, nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Cái công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc là em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn cái con chén một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn ào 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 luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ chắc tầm khoảng phút là xong á, khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy ta vô ta bạn ăn, ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. À, bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi. Con dâu nó dạ mời cả nhà ăn cơm, dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút. Hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà. Hơn khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đứng gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bữa nay ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ. Giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi vậy thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình trạng năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh qua anh nhìn thấy ấn tượng liền em gái em trai. Yeah. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp. Ha, nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai, em cứu chương trình lại bài hát hay ghê em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi. Em có nhà nòi không? Dạ không, em được dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình. Thôi được rồi đó, thôi bỏ đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị, một năm rưỡi ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá. Ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Như là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son rồi. Em thì không có đòi hỏi gì nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới tặng một cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia? Dạ hồi mới cua nhau vẫn chia. Tại chia vì em quen chi vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đây em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm.
Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi, rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng hả? Rồi, vậy chứ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc là rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế đơn rồi. Tôi cao thì 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng với lại khó tính quá. Với con... keo kiệt. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Bên em không keo kiệt, nay ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Kiểu thông minh đó. Dạ, em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? À. Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. À, biết nấu ăn là em thích rồi. À. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhào thôi. Tại vì môi trường làm việc của em á, cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm. Mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau. Hả? Cho nên là sợ bạn cào nhào hay là ghen rồi kìa. Ghen? Bạn đụng tay đụng chân con trai hơn gái? Dạ gái có, trai có. À. Nhưng mà em thích đụng tay con trai con gái nhiều. Chà, trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay đụng chân. Nếu nói giờ thích rồi con gái chứ anh. À. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Thì em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Ờ à, nói thì hay lắm, tao hỏi yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm ôm mà đỡ lên đỡ xuống là đây máu chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị. Lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn chút. Không có thể là độn lên cũng được. Phải độn lên chút dạ. Nha à, gym thì rồi, tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được. Ngụy trang. Ừ. Em có thích anh trai á, trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi dạ, không? Dạ có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai tráng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là man. Em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. Kế bên là mẹ phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất chào cả cô. Quý vị khán giả trong khán phòng. Cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được. Thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó à. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ thì cao ráo xinh xắn, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện. Thấy phù hợp thì có điều kiện hai đứa còn bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ. Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào mở kéo ra rào. Chào em. Chào anh. Gãi hoài vậy trời, bố trí hả? Anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi, cổ cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không, anh có rồi. Dạ. Với là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi, à. Chương trình tài trợ đúng không anh? Có tivi nhãn hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Dạ đẹp trai hơn nhiều chị.
Hồi nãy mới khen anh trai bây giờ. Thiệt. Thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Ừ, anh thích nấu ăn. Anh nấu được món Tây, món Tàu luôn. Dạ. Em có thích tập gym không? Dạ, ốm qua cũng định tập cho nó lên cơ, lên múi mà không ai làm PT hết trơn á. Anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân, anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh bù chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau. Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc. Có thể là chiều đó anh lên buổi sáng, hôm sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. Dạ. Đó. Anh cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? Ờ đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung á là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên. Anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Đã thích rồi. Dạ. Em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi, anh có nhưng mà không sao. Dạ, anh em kiềm chế được. Dạ, với lại em cũng không thích bạn trai sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau, nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi, bỏ ở nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không? Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mình nam tính không, mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự là lại đây là rất là gung. Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đổ lên cao cao lên chút. Em cũng gung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt gung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào, chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng? Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Đó, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ? Rồi, bây giờ á, em gái thu quà ra đi. Quà này là quà bạn trai bí mật tặng em đó. Tại anh rất thích màu trắng và anh nghĩ là tình yêu mình tính đến dưới đây là cũng hoàn toàn trong trắng và không có sự sắp đặt nữa. Dạ, cảm ơn. Mặc vô cho bạn gái luôn đi em. Không vừa thì anh với em đi đổi. Xin chào anh chị, chào ban tổ chức chương trình, chào các bạn. Em tên là Mai Tú Anh, sinh năm 1999, em 29 tuổi. Em đang sống 99 hay 94? Dạ, 94. À, 94 là không có 99, đâu có 99 gì đâu mà dài dữ vậy. Sinh năm 1994, 29 tuổi. Hiện em đang sống ở Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang. Công việc hiện tại thì em đang làm chủ cơ sở nhân tính. Là tiệm của mình luôn? Dạ, chủ cơ sở. À, chủ cơ sở, tiệm là tên gì? Hoàng Phúc. Hoàng Phúc hả? Xong lấy tên là Tú Anh luôn. Rồi, ok. Mình làm chủ cơ sở như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Dạ, cũng tùy theo công trình. Nếu trung bình một tháng thì cũng tầm khoảng 30 triệu. Là tầm 30 triệu đi ha. Rồi, ok. Tuấn Anh chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì ha? Dạ, điểm mạnh của em thì khả năng trung bình giao tiếp cũng theo mà không được chứ. Và có điều mà hơi gặp bạn gái thì hơi nói thôi. Dạ. Gặp bạn gái sao nói? Tại vì công đặc thù công việc trong cái môi trường này rất thích gặp bạn gái lắm. Dạ. Cho nên là gặp gái và gặp giới hơi nhát nhát chút. Rồi. Nhát thế thì bình thường là mình có chủ động đi tìm hiểu bạn nữ không hay là phải để bạn nữ chủ động tìm mình? Không có chủ động chị. Chủ động. Chủ động đi tìm nào? Thì cái nào chung thì cũng là có là mai cái
tới cà phê đó. Rồi lúc đó phải là một sinh viên. Quen được 2 năm mình ra trường cái với nhau được 6 tháng. Không học về một tháng. Thế thì chia sẻ cho chị cụ thể đi, cái mối đó là quen bao lâu và mình đã kết hôn luôn rồi hay như thế nào và có con hay là chưa? Dạ, tụi em quen 2 năm là sinh viên. Và đó là trường thì tụi em đám cưới thì sống được 6-7 tháng à. Thì do cái công việc của bạn làm gần nhà của bạn á, thì bạn ở đó mình làm gì đó ở luôn rồi không gì bên đây. Rồi vậy đó, rồi em chia tay. Từ lúc chia tay đến giờ là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, khoảng 5 năm. Trong thời gian này mình có tìm được ai được không? Nhưng mà là em đã có con chưa? Dạ, chưa. Chưa có con luôn, chỉ ở với nhau 6-7 tháng thì không còn thôi. Dạ, không phải ở chung nữa mà phải ở bên nhà mẹ đó. Ủa gì kỳ vậy? Sao cưới nhau mà sao không ở chung? Không, bên đây có tháng mấy ngày tháng à. Mình đi làm á. Đi làm cái nhà của bạn đó gần chỗ làm mà không ở. Không thì đây. Nhưng mà nó không hợp cụ thể như thế nào? Bạn sống theo chừng là ba mẹ bạn muốn bạn thì bỏ chứ muốn em qua làm rể. À, muốn em qua đó làm rể mà em không chịu. Tại em có nhà riêng rồi có cơ sở ở đây. Lý do vì sao bạn kia lại muốn là sang làm gì như vậy? Khi mà bạn có công việc ổn định ở nhà kia nhưng sao bạn lại muốn sang làm gì như kia? Không biết. Là bên đó là con gái một như thế nào? Dạ, một cái một thai chị. Là mình coi như là cũng ly hôn cách đây bao lâu rồi? Dạ, ly hôn giấy tờ xong xuôi thì nay chắc cũng phải 6-7 tháng. À, 6-7 tháng là giấy tờ xong xuôi. Dạ. Rồi bây giờ bên kia là người ta đã có người khác chưa, như thế nào? Dạ, rất là không có gì hiểu. Rồi, ok. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Bạn gái cao khoảng 1m55, nặng hơn 55-60kg, tóc đen. Cứ làm giấy tình mình giao tiếp rất tốt rồi rất đẹp rồi. Nghiệp của bạn nữ như thế nào? Có quan trọng gì? Quan trọng mình thấy gì? Sống mà bây giờ là tỉnh với được thành phố cũng được nhưng không quan trọng gì nhiều. Nhưng mà Bắc Trung Nam gì cũng được hay như thế nào? Vậy là được gặp mình tốt. Xa quá. Ông phải nói cụ thể nha, cứ nói chung chung là cũng được đâu á. Là bạn gái đang làm việc Sài Gòn cũng được đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Bây giờ bạn gái cũng cùng hoàn cảnh đã ly hôn có con thì được không? Dạ, chương trình giới thiệu em bạn chưa có gia đình càng tốt. Chưa có gia đình càng tốt, còn nếu lỡ có gia đình thì sao? Cũng hoàn cảnh của mình. Hay là cùng gia đình ly hôn chưa có con, được không? Dạ, chưa có gia đình, chưa có gia đình. Là do em có một cái gì đó gọi là thế mạnh của em để những cô mà chưa có gia đình cố chấp nhận cô quen em mà đã từng của vợ không? Tức là bây giờ một cô gái, ví dụ em 29 tuổi đi, một cô gái cũng 28-29 tuổi cô ấy cũng ok, ổn định hơn này. Nhưng mà bây giờ em phải cho một cái lý do, thế thì tại sao cô phải chọn em, cô chọn em, cô không chọn những cái em còn đang độc thân ở đây? Em có cái gì hơn những em còn chẳng ở đây? Thì chị nói ví dụ thôi nhé, chứ không phải là lấy ra anh này làm điểm mấu chốt nhé. Thì chị nói là ví dụ hiện tại bây giờ chị đang có 2 anh, chị đang lên bàn cân. Hồ sơ các cô gái mà chưa chồng chị tuổi chị nhiều lắm. Bây giờ chị kể cả công nhân cũng có. Nhưng mà lý do gì để những cái cô, đơn giản chị nói những cô mà công việc gọi là làm lao động tay chân nên phổ thông đi. Em thì cũng là tự nhiên nhung kính mà đúng không? Thì ví dụ như chị đang có 2 anh chàng cũng là công việc xem như nhau. Đó, thì bây giờ vậy thì ở em có cái điểm gì hơn cái anh bên cạnh để cái cô đó chưa từng cái cô lần nào cũng chọn em mà không bảo chọn anh bên cạnh? Em chắc phải có tiếp xúc là nữ chắc em mới có. Bây giờ tụi mình chỉ có 30 phút gặp nhau trên sân khấu thôi. Và tụi chị là người cần nắm giữ những cái hồ sơ đó thì em phải cho tụi chị một cái lý do thuyết phục để tụi chị đi thuyết phục được cô gái đó. Nhưng cô ấy chưa có chồng, cô bảo em cũng cần một anh chưa từng kết hôn lần nào. Đúng không? Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ những con những cô ấy, kể cả cô 30, 32, cô chưa từng làm gia đình thì cô cũng không chấp nhận với những người đã đổ vỡ mặc dù người đó không có con. Thì bây giờ em phải cho chị cái lý do thuyết phục để chị mang cái lý do đó đi, chị đi thuyết phục những cô gái kia. Em thì em sống gia đình nhiều hơn. Sống gia đình 30 phút không có, chốt được vấn đề là sống gia đình tại sao em đi không?
đang là đàn gái này, em đang sống với gia đình nhiều hơn. Thế thì bây giờ chị chưa về gia đình em chị sống. Bây giờ tôi chưa về gia đình bạn tôi sống thì tôi không biết là bạn sống với gia đình như thế nào, nhưng mà tại sao bạn sống với gia đình và tại sao bạn lại ly hôn? Thì vậy thì bây giờ đấy, thì bây giờ chị em phải trả lời được câu đấy thì tụi chị mới có cái lý do thuyết phục để tụi chị thuyết phục những cô gái mà chưa từng lập gia đình cố cho em. Không phải là người hỏi mình muốn làm khó anh, làm khó không làm khó là gì cả. Không phải là vấn đề là mình đang chuẩn bị đưa như vậy. Thì nếu mà mình không thể giải quyết được vấn đề đấy thì mình phải nhìn lại xem mình như thế nào và tìm cái đối tượng phù hợp hơn chẳng hạn. Ví dụ như là đàn gái người ta cũng rất là phù hợp với mình, người ta hoàn toàn ok hết, nhưng mà người ta cũng phù hoàn cảnh của mình, người ta sẽ dễ tiếp nhận mình hơn là mình đó. Ví dụ một cô gái bởi vậy chị nói là nãy đó là em chưa có con thì người ta cũng giống như em á, là về cũng ở mấy tháng rồi cũng chưa có con rồi kia các thứ gì chưa có con á. Bây giờ tụi chị là ok, ưu tiên cho em là cô bạn thế đã ly hôn mà chưa có con thì em có ok không? Được đúng không? Đấy, mình phải mở rộng cái gọi là cái lựa chọn của mình ra, cái giới hạn của mình ra, thì cái cơ hội em có một người bạn gái nó dễ hơn là cái việc em đóng khung nó gần vào, đúng không? Ví dụ như trong cái quá trình tụi chị gặp gỡ giao lưu tiếp xúc với những cô gái đó, tụi chị lại thấy có những cô vui chưa từng lập gia đình, cô lại thích những anh đã lập gia đình đã đổ vỡ để người ta có kinh nghiệm. Tại vì có một số cô gái cũng cố làm lắm, chứ không nhất thiết phải là cô tôi chưa từng kết hôn tôi phải yêu cầu anh chưa từng kết hôn đó. Thế nên mình bản thân mình mở rộng cái sự lựa chọn giới hạn của mình ra, thế là đi hôn cũng được đúng không? Tuổi tác thì sao? Dạ nhỏ nghe 2-3 tuổi mà là lớn nghe 1-2 tuổi được. Rồi lớn xấu quá. Nói chung là lớn hơn em tối đa khoảng 2-3 tuổi thì được đúng không? 1-2 tuổi, lớn hơn 2 tuổi tối đa đúng không? Còn nhỏ hơn khoảng 3-4 tuổi. 1-2 tuổi thôi. Cũng 1-2 tuổi thôi, khoảng trường 2. Rồi. Ok, về ngoại hình thì em có cái gu nào nhất định hay là cái mẫu người như thế nào không? Có một thần tượng ai đó không? Em muốn là cái truyền thống xíu mà. Truyền thống như thế nào, truyền thống này? Tóc dài. Tóc dài. Không sửa sạc quá mức. Đấy là ngoại hình truyền thống với những tính cách nổi loạn thì sao? Đúng không? Mình không. Đúng không? Em có gặp những cô gái như vậy bao giờ chưa? Có đúng không? Ví dụ như tụi chị ở đây là cô nào cũng nhuộm tóc này vàng, nhưng mà cô nào cũng sống rất là truyền thống. Nhưng mà cô này có tóc đen cố nổi loạn làm thì sao? Đúng không? Nhưng mà sửa sạc không quá mức là được. Không sợ trọng lắm rồi đúng không? Em cũng muốn bạn gái, em cũng phù hợp với công việc. Rồi, công việc của em bây giờ ổn định không? Thì ổn định chị. Ổn định là em tự làm cho em luôn hả? Dạ, cho có cơ sở. Là ở Tiền Giang luôn hả? Dạ. Rồi, thì đang ổn định được chủ cơ sở ở dưới đó, thì bạn gái trên Sài Gòn thì di chuyển đến đây được không? Dạ, thoải mái chị. Thoải mái đúng không? Và cơ sở mới đúng không? Nên đây đi phỏng vấn, đã đi khảo sát địa điểm chưa? Em đi qua đây rồi. Rồi. Ok, có yêu cầu gì ở bạn gái không? Có điều gì không thích ở bạn gái không? Bây giờ bạn gái mình sẽ xem quá mức. Rồi, đừng có sợ sẽ có mức tóc tan này, vàng người sơn móng tay, móng chân, đỏ này, vàng này, không được đúng không? Không có yêu cầu gì làm gì nữa đúng không? Em có ca hát đồ này kia được không? Giọng cổ rồi được không? Dạ, em không hát được gì. Chứ thường là em có đi karaoke hay gì không? Dạ em chưa thấy nhạc sống nhưng mà em không hát giỏi. Trời, em thấy nhạc sống luôn á hả? Dạ. Hát thử lại nghe đi. Dạ thôi, thì em luôn có hát rồi, được quên trơn rồi. Lên sân khấu là phải hát để thể hiện á, chứ ông Luân về không được chọn đâu. Cái này để chị em tập sao? Lên về lấy dàn nhạc sống ra nhà tập luyện rồi quay lại cho chương trình luôn nha. Dạ. Về đứng nhạc sống rồi quay clip rồi này kia lại. Tại vì trong hôm nay là chương trình quay những cái tư liệu đó lại rồi. Nếu mà mình thiếu cái phần hát hò này kia các thứ thì về quay bổ sung nha. Ok, cảm ơn Tuấn Anh, phải mạnh dạn lên thì mới có bạn gái được. Chứ bây giờ nhát nhát lên là con gái tao thích, tao không chọn đâu. Mất công mình tham gia chương trình ha. Cho nên là bản thân mình là cũng phải cố gắng rất là nhiều nữa để lên mình phải chinh phục bạn gái. Cái thấy hiền nhát quá, người ta đâu có tin tưởng, người ta cho mình cơ hội để hẹn hò nha. Rồi, ok, cảm ơn em. Cảm ơn.